si lăng quỷ số tha dê. Các chúng sanh được sanh về bờ trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên kêu Phật tử phán thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng đệ lầm nhớ. Sa thủ lành thai. Uttamang ghê na hoành đề hằng bà đa bằng sùm qua Uttamang bút thề vô khá lý tổ đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cứu sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thăm mạnh chế đu vi thăng qua răng thăm mê vô ca lý tổ đồ sô thăm mô khá má tu tăng ma măng. Con đem hết đồng thành kinh cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo cúi sinh Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng sang khanh cha đô quy đất ta mang sang thệ vô khá lý tổ đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng ích cho Ngài Thúy Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo ạ. Dạ, con kính dâng ích trở lại cho Ngài. Bồ Tát Sa Phẩm Mạng Ca Lăng Rập Thanh Du Sa Phật Đế Vá Ta Sa Phật Phật Đế Hai Lô Pha Vê Nê Sa Đà Sô Thê Phú Vân Du Thê Bồ Tát Sa Phẩm Mạng Ca Lăng Rập Thanh Du Sa Phật Đế Vá Ta Sa Phật Thâm Mai Lô Pha Vê Nê Sa Đà Sô Thê Phú Vân Du Thê Bồ Tát Sa Phẩm Mạng Ca Lăng Rập Thanh Du Sa Phật Đế Vá Ta Sa Phật Thâm Mai Lô Pha Vê Nê Sa Đà Sô Thê Phật văn tu tê tất cả hạnh phúc thành có đến người cầu xin chữ thiên hữu tỳ đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người sua tha la tho thu vị tổ ru na ô bồ tát sa sa ne ro go thu vị tổ oai sa tha bế nha ti quy sa tha la tham Sukhita Varunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Ohi Sahasabbe Nyati Prite Arthalakhan Sukhita Varunaha Buddha Sasane Aroga Sukhita Ohi Sahasabbe Hi Nyati Phiên Cầu xin cho các thiên tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiên tín có bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. A ca sát tha chấp phụng mát tha đê hoa na ga. Mất thi ca bún nhân nô anu mô đành tu chi răng. Rắc khanh tu sa sa năng. A ca sát tha chấp phụng mát tha đê hoa na ga mất thi ca bún nhân đồ anu mô đành tu chi răng rắc khanh tu nô ga ru. A ca sát tha chấp phụng mát tha đê hoa na ga mất thi ca bún nhân đồ anu mô đành tu chi răng rắc khanh tu nhà ta vô. A ca sát tha chấp phụng mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi răng rắc khanh tu bà ni nô. A ca sát tha chấp phụng mát tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi răng rắc khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều
Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh quán hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ, an vui lâu dài quyển thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cam mang cắt tắc bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su la tăng ca tăng dê sát ta sanh nhi nô áp ti dê cha sát ta sanh nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng quân nhã pha lăng ma ya dê cha tát tha na cha nan ti đề qua ganh tọa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi dê sắp ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nôn nhăn phù cha năng sắp bề la phạn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể giúp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hội hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài là đem hồi hưởng hiện nay cặp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bảo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nhà ti năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta vô. Nguyện cho phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, con xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc của con đã quá vãng rồi. Cầu mong cho các vị ấy hằng có được sự an vui. Y đăng quá ta mê buôn nhăn à sa quát ca già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con đọc kinh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và tất cả phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng quý vị quan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dân mít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Thầy Ya. Trước tiên kính lễ chư tôn thỉnh được tăng trong những nước Nam mà chúng tôi cũng được rõ. Xin chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 347. Trước khi bước vào câu Phật ngôn này, thì cũng có một cái duyên sự là sĩ duyên thường sinh hoạt trong đạo tràng của chúng ta, và thân mẫu của sĩ đã qua đời. Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ có một khóa kinh tột siêu, và khoảng 5 giờ thì chúng ta tiếp tục học câu Phật ngôn 347. Cụ bà Trương Thị Đông, pháp danh là Nguyên Xuân, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1956 và từ trần ngày 16 tháng 9 năm 2020 vào lúc 4 giờ 20. Hưởng thọ 65 tuổi. Đây là một cái duyên sự mà chúng ta
không thể bỏ qua được. À, đời người một lần ra đi ha, thì quý vị cũng hoan hỷ với công đức tu tập của mình, hướng tâm để hộ niệm cho cụ bà sớm du sanh về nơi nhàn cảnh. Hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2020, đạo tràng Phật giáo Nam Truyền cùng tăng gia hiếu quyến của Sĩ Duyên chí thành đỉnh lễ ba ngôi tam bảo đức bổn sư Gotama tôn pháp thanh huyền tăng một già chí thành hoa quả hương đăng cúng dường ba ngôi tam bảo nhất tâm thiết lễ cầu siêu cho cụ bà Trương Thị Đông pháp danh Nguyên Xuân được thừa ấm tam bảo vãng sanh nhàn cảnh. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời ý lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước báo đền thâm ân quá độ, đáp những nặng sinh thành, sau vung bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc pháp giới chúng sanh. Nguyện mong ân trên tam bảo tùy từ tiếp độ hướng linh bà Trương Thị Đông pháp danh Nguyên Xuân siêu sanh nhàn cảnh. Thức tâm bảo quy linh tối thượng đèn trầm hương tâm nguyện chỉ thành cầu cho pháp giới chúng sanh, nhất là cha mẹ muôn phần phước duyên, mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp, mãi cung bồi hạnh phúc chân như liên hoa nở khắp biển trần, khổ đau vắng lặng tham sân đoạn lìa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn bậc chánh viễn tri đấng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành hạnh dữ lợi quần sinh. Đệ tử quý y Phật đấng thi nhân điều ngự bi trí vẹn toàn, đệ tử quý y pháp làm chúng mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, đệ tử quý y tăng bậc hoàn kỳ chánh pháp vô thượng phước điền. Lần thứ hai đệ tử quý y Phật pháp tăng tam bảo. Lần thứ ba đệ tử quy y Phật pháp tăng tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ nam mô thập phương tam thế Phật bảo, nhất tâm đảnh lễ nam mô thập phương tam thế pháp bảo, nhất tâm đảnh lễ nam mô thập phương tam thế tam bảo. Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rồi vô biên trí tận cùng thế gian, từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng nhân Phật nhiệm màu ứng cung chánh viễn tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm, vô thượng sĩ đoạn mầm ách phược bậc trọn lành điều ngự trượng phu, trời người quy phục đạo sư Phật Thế Tôn hiển chân như độ đời, chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng Phật Đà vô thượng chỉ tôn, chúng con quy ngưỡng một lòng ý lời chân thật cầu mong an lành. Gieo năm có quy trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên, cuối sinh ân Phật vô biên cho con sám tội tiền thiên từ gài. Bác thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, con nay một niệm quay về quy y pháp bảo bồ đề tự tâm, từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, thiền tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh, pháp bất diệt cha lành trở dậy lìa chánh ngôn hiếu luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian thiết thực hiện tại hoắc nhiên tỏ tường, pháp hương thường đến rồi thấy rõ lìa si mê xả bỏ vọng trần, trí nhân tự ngộ tánh chân tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường, chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng đạo vàng vô thượng chí tôn, chúng con quy ngưỡng một lòng ý lời chân thật cầu mong an lành. Gieo năm pháp quy trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sinh,
cuối xin pháp học pháp thành cho con sám toàn bị tâm thành từ đây. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, giúp trần lão đạo quả viên thành, lục căn vắng lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, ơn sâu tăng bảo hiện tiền, con xin kinh lễ gieo duyên niết bàn. Bậc thiện hạnh thinh văn đệ tử, bậc trực hạnh pháp lữ tăng già, bậc như lý hạnh ta bà, bậc chân chánh hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Chẳng có nơi nương nhờ bằng thân già vô thượng chỉ tôn, chúng con quy ngưỡng một lòng ghi lời chân thật, cầu mong an lành. Dân năm quá quy trần đảnh lễ, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối xin chư thánh hiền tăng, con xin sám tội ăn năn từ rải. Con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề, bảo tháp gần xa đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Ba tòa thanh tịnh Bồ Đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh, pháp màu dịch tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc vườn rậm, trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần già xoa càng thác bà lóng vương, bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng hiện đang trú không xa. Xin quan tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni, khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Vạn pháp do nhân sinh, nhân diệt vạn pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Kinh vô ngã tướng. Pháp tướng vô ngã nào, chúng sanh khó liễu ngộ, Đức Phật thuyết pháp ấy thoát khỏi mọi khổ đau. Vì nhầm tưởng tri kiến chấp ta và của ta, người thấy pháp hiện tiền, thấu đạt đến chân lý, chứng ngộ pháp cao thượng, tâm an tịnh giải thoát mọi trói buộc não phiền. Bởi tri kiến thanh tịnh, lời kinh nào lời lạc, cho sở nguyện hành trì, cho trí tuệ tùy sinh, nay chúng ta cùng tụng. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả gần thành Varanasi, Đức Phật giảng cho năm thầy Kiều Trần Như nghe như vậy. Này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các thầy tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Là nếu người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Là nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các thầy tỳ kheo, nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Là nữa, người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Là nữa, người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn này vô thường. Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật kia vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật kia vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các thầy tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường.
Bạch chí vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chí vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các thầy tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tưởng như vậy. Đó chẳng phải là ta, chẳng phải của ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các thầy tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các thầy tỳ kheo, bậc thỉnh tinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, thành hành đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm thầy Thị Khư Hoan Hỷ Tiến Thọ, khi Đức Phật giảng dạy kinh này thì tâm của năm thầy Thị Khư được giải thoát các quy tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Kinh Hộ Niệm. Pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sinh sẽ phải vĩnh biệt cõi đời, vì sinh mạng tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sinh đều phải chiêu cả những nghiệp của mình đã tạo đi thọ sinh trong kiếp sau. Chúng sinh nào tạo nghiệp dữ với chịu khổ trong các khổ cảnh, chúng sinh nào tạo nghiệp lành được thọ sinh vào cõi an lạc. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong ngày vị lai. Sự sống của chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên luật trình sinh tử ấy, chúng sinh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời theo dõi sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức đó. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tính cách sinh diệt là thường, vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh Hồi Hướng Vong Linh. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức Liệu Ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước, hồi hưởng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân quá vãng thường để nhà quyến thuộc đứng ngoài bất tử cửa, ngã đường hay cổng thành trông chờ hưởng phước thí, nhưng vì kẻm phước duyên hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời nguyện quyến thuộc quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc dẫn. Những quyến thuộc quá vãng quan tập các đạo tràng nhận được phước hồi hưởng, thường thốt lời cảm kích mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi chúng sanh khổ không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi.
chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hưởng. Như nước thiên gột cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hưởng có nhiều năm cứu khổ. Như trăm sông tuôn chảy đều hướng về đại dương, quyền công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ơn chết do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hưởng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử việc sinh ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Các trai tăng hợp đạo gọi đắc khí na đa na cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già. Bậc phạm hạnh giới đức, bậc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ. Do thiền sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tự thành phúc quả đến hương linh bà Trương Thị Đông, pháp danh Nguyên Xuân, được an lành tịnh lạc. Kinh Duyên Sinh. Bởi không từng diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn tội, nguyên nhân tạo nên hành. Từ hành vi thiện ác, gieo chủng thức tái sinh. Như vậy chính do hành kết sinh thức tộc khởi. Thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thông tâm. Bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc. Vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan. Như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh của lạc xã pháp sanh, như vậy do dương xúc cảm thọ được tạo thành. Cổ lạc ưu hỷ xã nhân sinh mọi chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục. Tham muốn nên dính mắc dục lạc cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muốn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh. Có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành. Có thân hạnh có già, có sanh lắc có diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ cô vấn này được hiện thành tộc khởi. Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, nên thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt, xúc xúc diễn thọ diệt, cảm thọ diệt, ái diệt, ái diệt, chấp thủ diệt, chấp thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt, nên sanh diệt, sanh diệt, lão tử diệt, sầu bi khổ ưu não, toàn bộ ô uế này không hình thành tập khởi. Kinh khuyên tu. Về trần thế khuyên ai phải gặm danh mà chi, lợi lẫm mà chi, bả cung danh một nước có ra gì, mùi phú quý vòng mấy tan hợp, sang trăm mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, lệ tử sanh đeo đủ kiếp người, thân tư đại lấy đâu làm chắc, kìa sinh tử thế liền trước mắt, trốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân, tấm thân này vốn chỉ giả thân, nay còn đỏ, mai chưa chắc được. Phần nói bệnh, nói già, thuốc phược, sống trên đời, sống được bao lâu, mới tóc xanh, kế đã bạc đầu, rồi đến gò quan một năm. Ôi hơi thở khi nhân duyên mượn tạo, một sớm vô thường trả lại thôi. Buôn việc đều nướng mấy tắc hơi, hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi đã nắm tay không. Sanh giả không, hề tử giả không, đất nước lửa gió đâu tồn tại. Rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luôn. Gặp ngang thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chi nguyện thanh cao mong đạt, cần nướng theo giáp pháp Phật Đà, dốc một lòng từ giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo cả. Kiếp tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say hiện hóa hồng trần, ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành tỉnh quả vô sinh bất diệt, cầu chư Phật từ bi tiếp độ.
Hương linh quy Phật, tăng thiên nhân đều ngự bi kỷ vẹn toàn. Hương linh quy Pháp, đã chuẩn mê khai ngộ ly phủ đắc lạc. Hương linh quy Tăng, bậc hoàn kỳ chánh pháp vô thượng phước điền. Lần thứ hai, hương linh quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba, hương linh quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nguyện thập phương tam thế tam bảo tùy từ tiếp độ hương linh bà Trương Thị Đông, được thượng thừa tam bảo lực, tóc xá mê đồ, siêu sanh đạt tịnh. Nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu thống khổ lầm hồi tiêu tan. Hài nhau bởi cảnh lầm than, bỏ lòng hiệp lượng, mưu toan lợi cầu, chúng sanh ít bệnh sống lâu, thành tựu đầy đủ phước sâu đức dày. Nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu hoạn nạn ưu phiền từ ly. Nguyện cầu tâm bảo chứng trí, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng, trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bảo truyền giúp cho, thấy đều hưởng phước tam lồ, đạo tăng bất thối, tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trong họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sanh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, chỉ tâm giữ vẹn một niệm cung bồ phục huệ giáo duyên niết bàn. Sau đây là khoa kinh Pali. Anicca vata sankhara om bada vaya tam mino om bai chen toa niro chan ti te sambu pa sambu sukho. Anicca vata sankhara om bada vaya tam mino om bai chen toa niro chan ti te sambu pa sambu sukho. Anicca vata sankhara om bada vaya tam mino bạn chân toa ni ru chân ti te sang vô ba sa mô sục khổ na ga ma tham mô ni ga ma sa tham mô na cha vi liên e ca cu la sa tham mô sam ba sa lô ca sa sa đề vô ca sa e se và tham mô gia đi đăng an nên cha ta na ga ma tham mô ni ga ma sa tham mô na cha vi nhân e ca cu la sa tham mô sam ba sa lô ca sa sa đề và ca sa e se và tham mô gia đi đăng cha đông ca ta na ga ma tham mô ni ga ma sa tham mô na cha vi nhân e ca cu la sa tham mô sam ba sa lô ca sa sa đề và ca sa e se và tham mô gia đi đăng a nan ta ta han sam ve san ta ma re san te ma ra nam tang hi chi vi tang ya tha kam mang ga ve san thi punya ba ba pa lu ba ga ni ra yang ba ba kam man ta punya kam ma ja su ga tin ta sma karaya kalaya nang ni che yang sam ba ra yi kang punya ni pa ra lo kas ming ba tin ta on ti ba ni nang ada si me aka si me nya ti men ta sa ka cha me be ta nang da ki nang da cha bom be ka tam non sa rang nai run nang wa so ko wa ya wan nya pa ri de wa na na tam be ta Namantaya evante santinya tayo ayan chako dakkhina dinna sankham visubhatin thita dikarantam itaya sathana so vakam pati so nyati tammo chayan nidashito betam
nam mô cha cha ca ta u la ra ba lan cha phê cô nam mô na ba đề năng tum hê hi pô nhân ba su tăng a nam ba tan ti ya tha wa ri qua ha pu ra pha ri pu ren ti sa ga răng e quá mê quấy tô đề năng bê ta năng ô ba cầm ba ti so nhà ti tham mô cha yan đi đa si tô bê ta na pu cha cha ca ta u la ra pa lan cha phi ku na ma no pa đi năng tum hê hi pu nhang ba su tăng a na ba căn ti pô wa tu tâm ba măng ga lăng răng khăn tu sâm ba đê wa ta sâm ba bụt đa hai nu pha vê na sa đa sô thi pha văn tu tê pho wa tu sâm ba măng ga lăng răng khăn tu sâm ba đê wa ta sâm ba thâm mai nu pha vê na sa đa sô thi pho văn tu tê pho wa tu sâm ba măng ga lăng răng khăn tu sâm ba đê wa ta sâm ba sâm ca hai nu pha vê na sa đa sô thi Phật văn tu tê sĩ thị giá chân a gà tha sinh thăm văn tu sinh thăm văn tu sinh thăm văn tu y đăng phá lăng ê tà sminh rát tà nà tà nhà sminh sâm bá sai đà nà chê tạ xôn khi người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã quá vàng phải tưởng đến chư thiên ngự trong các nơi nhất là người trong nhà mà chẳng nên bổn sen nên là việc phước thì lại phải tưởng đến tứ đại thiên vương hộ trì bổn châu thiên hạ một là đức vua Cú Bê Đa hai là đức vua Thattaratha ba là đức vua Virun Bakka bốn là đức vua Virun Haka là chúa cả chư thiên có đủ sự sang cả chúa chư thiên ấy nếu được người cũng dường do pháp hồi hướng người đã làm được phước lành do sự hồi hướng đó chắc chắn sẽ hưởng được quả báo cao thượng nếu đã khi na đa na mà người đã cũng dường rồi là phước khí đến chư tăng đắc khi na đa na ấy mới được kết quả lời ít lâu dài đến những quyến thuộc đã quá vàng do nhờ hiệp theo duyên cớ cũng như sự cúng dường mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây cầu xin cho được kết quả đến những người đã quá vàng cầu xin khắc qua lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời để người cầu xin những sự suy xét chân chánh cho đủ đến người như trăng trong ngày rằm bằng chẳng quay cũng giống như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quà của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn ngưỡng mong ân trên tam bảo thì từ tiếp độ hương linh của bà Trương Thị Đông pháp danh Nguyên Xuân được sanh về nơi nhàn cảnh và cầu siêu để trợ tiễn cho hương linh của bà Trương Thị Đông đến đây xin được kết thúc và bây giờ chúng ta tiếp tục ha qua câu Phật ngôn 347 quý vị chờ chút chúng tôi copy sẽ đưa lên câu Phật ngôn 347 alo 123 rồi sa thu xích nhập quần lần tài lại mắt ha bây giờ chúng ta đi vào vấn đề tự quần ha câu Phật ngôn 347 ye ra ga gat ta nu ba tan ti so tăng câu 347 ha
À, câu đầu tiên ye ra ga ra ta nu ba tan ti su tăng, chúng ta thấy câu này có ba từ ha. Ye là một ha, ra ga ra ta nu ba tan ti là hai, su tăng là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Alo, 123 123. Ye do đại từ giả, nó là một đại từ quan hệ năm tính ha. Nhưng mà chữ ye được đứng làm chủ từ số nhiều, chủ từ số nhiều, cho nên từ cái đại từ giả nó biến thành ye. Bathama bahu vachana visat vipatti ha. Ye là những người nào, những ai. Ye, những người nào, những ai. Rồi, từ thứ hai. Ragavattanupatanti. Ragavattanupatanti. Ở đây chúng ta thấy có ba từ đi chung với nhau. Chữ ra gá nó là một danh từ nam tính. A to lăng tập cùng linh gá. Ra gá có nghĩa là tham ái. Chữ rắc ta. Rắc ta do cái từ rắc ta, nó là một cái dạng quá khứ phân từ, gọi là đấm sai. Hai từ này đi chung, ra gá rắc ta là đấm sai tham ái. Rồi cái động từ của nó anupatanti. Anupatanti, cái động từ này chúng ta thấy tiếp động ngữ anu ở phía trước. Rồi cái đoạn này, cái căn ngữ của nó là chữ bát, do cái động từ batati. Batati là rơi, là rớt. Vậy thì anupatanti là rơi vào. Đây là động từ số nhiều ha. Cái câu này là đấm say đối với tham ái. Đấm say đối với tham ái. Rồi chữ sô tăng. Sô tăng do từ sô tá. Sô tá nó là một danh từ nam tính. Á răng tao phong linh gà. Sô tá khi chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quỳ phát tia câu quá trình á, cho nên sô tá biến thành sô tăng. Sô tăng là dòng chảy, dòng chảy. Vậy thì cái câu đầu tiên này ye ra ga rắp ta nô bát tăng tí sô tăng, những người nào bị đắm say tham ái rơi vào dòng chảy. Câu đầu tiên ha. Ye ra ga rắp ta nô bát tăng tí sô tăng, những người nào bị đắm say tham ái rơi vào dòng chảy. Rơi vào dòng chảy. Rồi câu số 2. Câu số 2. Xe dần ca tăng mất ca cạc tù quá cha lần. Xe dần ca tăng mất ca cạc tù quá cha lần. Cái lễ để Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội. Câu số 2. Xe dần ca tăng mất ca cạc tù quá cha tầng ha. Câu này chúng ta thấy có bốn từ ha. Xe dần là một, ca tăng là hai, mất ca cà tô, mất ca ta cô quá là ba ha, cha lần là bốn. Chữ xe dần đây là một trang từ, có nghĩa là chính nó, chính nó, chính nó hay là chính chủ hả?
chính hơn hả? Rồi chữ cà tăng do chữ cà ta, do chữ cà ta. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ. Cà tăng là đã được làm, đã được làm, do cái động từ cà rô tí ha. Rồi chữ thứ ba, mất cá tá cô quá, mất cá tá cô quá tô số ba này à, nó là một danh từ nam tính ha. Mất cá tá cô, mất cá tá cô do cái từ mất cá tạc cá, mất cá tạc cá, nó là một danh từ nam tính. Ác lần tá phung linh ga, nhưng mà mất cá tạc cá nó được chia theo chủ từ số ít và tham má ê cấu vách chân áo việt pháp tí à, cho nên nó biến thành mất cá tạc cô, mất cá tạc cô. Mất cá tạc cô có nghĩa là con nhện à, con nhện. Và phía sau nó là y quá, y quá nó dính liền luôn. Y quá có nghĩa là ví như con nhện. Mất ca ta cô quá ví như con nhện. Chữ y quá đó tức là nó mất đi chữ ý. Mất cá ta cô quá à, ví như con nhện. Và từ cuối cùng cha lăng, cha lăng do cái từ cha lá. Cha lá là một danh từ trung tính. Akran tanapung sakalinga. Và với cha lá này được chia theo đối các số ít đô tỷ gia quỳ pháp tí e có quá trình á, cho nên cha lá biến thành cha lăng. Cha lăng là cái lưới. Cha lăng là cái lưới. Như vậy câu số 2 này, sa dân ca tăng mất ca tạc cô quá cha lăng ha. Sa dân ca tăng mất ca tạc cô quá cha lăng ví như con nhện rơi vào cái lưới đã được tạo ra bởi chính nó. À, ví như con nhện rơi vào cái lưới đã được tạo ra bởi chính nó. Tức là tự mình trói buộc cái chính mình á. Ba. Ê tâm vi chết toàn á quá chân tí thi ra. Ê tâm vi chết toàn na quá chân tí thi ra. Chữ ê tăng tổng với áp bí nó biến thành ê tâm bí. Ê bí ở đây à, ngay cả điều này, ê tâm bí, ngay cả điều này. Rồi, chết toa là cắt đứt, chặt đứt. À, động từ này chúng ta đã học rồi. Quá chanh tí, quá chanh tí đây là một động từ số nhiều à, có nghĩa là ra đi. Quá chanh tí là ra đi. Rồi quá chanh tí thi ra, thi ra là các bậc ký. Thi ra là các bậc ký à,
Chúng ta tiếp luôn câu cuối cùng ha. Anapekino sabbadukham bahaya. Để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Anapekino sabbadukham bahaya. Chữ anapekino, anapekino, à, chúng ta thấy tiếp luôn ngữ an ở phía trước có nghĩa là không ha. Rồi apekhi, apekhi đây là một cái dạng, à, một cái dạng gọi là, à, chủ từ mà số nhiều, à, chủ từ số nhiều. Apekhi nó biến thành bekino ha, chủ từ số nhiều, tức là không mong cầu, không mong cầu. Anapekino là không có mong cầu. À, cái từ thứ hai, sappadukkhang, sappadukkhang. Sappa là tất cả, dukkhang do từ dukkha là đau khổ. Sappadukkhang tất cả khổ đau. Tất cả khổ đau, sappadukkhang. Hai chữ bahaya. Chữ bahaya sau khi từ bỏ, sau khi từ bỏ. Rồi như vậy là câu 1, câu 2, à câu 3, câu 4 ha. Etam vichetua vachanthithira anapekino sappadukkhang bahaya. Etam vichetua na vachanthithira anapekino sappadukkhang bahaya. Sau khi cắt đứt luôn cả điều này, các bậc kỹ ra đi, sau khi dứt bỏ tất cả khổ đau, họ không có mong cầu. Ý nghĩa của ba, của bốn ha. Sau khi cắt đứt luôn cả điều này, các bậc kỹ ra đi, sau khi dứt bỏ tất cả khổ đau, họ không có mong cầu. Hai câu Phật ngôn 347 à, cho chúng ta một ý nghĩa. Những người nào bị đắm say tham ái rơi vào dòng chảy như con nhện rơi vào cái lưới của đã được tạo ra bởi chính nó. Sau khi đứt luôn cả điều này, các bậc kỹ ra đi, sau khi dứt bỏ tất cả khổ đau, họ không có mong cầu. À, xin lặp lại. Những người nào bị đắm say tham ái rơi vào dòng chảy như con nhện rơi vào cái lưới đã được tạo ra bởi chính nó. Sau khi cắt đứt luôn cả cái điều này, các bậc kỹ ra đi, sau khi dứt bỏ tất cả khổ đau, họ không có cầu. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đọc Phổ Thơ Lục Bát thế này: những ai tham ái đắm say sẽ rơi trở lại lay quay giữa dòng, nhện giăng lưới tự sa trồng, người kỹ cắt đứt rỗng không phước tự. Những ai tham ái đắm say sẽ rơi trở lại lay quay giữa dòng, nhện giăng lưới tự sa trồng, người kỹ cắt đứt rỗng không phước tự. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn thế này: người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người kỹ cắt trừ nó bỏ mọi khổ không màng. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người kỹ cắt trừ nó bỏ mọi khổ
không màng. Rồi. Như vậy từ vựng chúng ta cũng đã thông qua ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào cái duyên sự của câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 347 khi đã hiểu từ vựng xong, bây giờ chúng ta nghe cái duyên sự rồi chúng ta sẽ học sao. Nhiều khi nghe hay quá rồi khi đó quý vị mới ráng mà học à. Vậy còn mà bây giờ duyên sự dở thì coi như quý vị bỏ chạy. Sao bây giờ cái duyên sự câu Phật ngôn này cũng rất là tuyệt vời ha. Câu Phật ngôn 347: người đắm say ái dục từ lao mình xuống dòng như nhện xa lưới về, người kỹ cắt đứt nó. Câu Phật ngôn 347 đề cập đến một cái vị hoàng hậu tên là Khê Ma. Hoàng hậu của Khê Ma là vợ của đức vua nào? Hoàng hậu Khê Ma là vợ của đức vua Bimbisara. Hoàng hậu Khê Ma một người đã từng tu tập trong quá khứ và phát nguyện dưới chân của đức đánh chặn chánh đẳng chánh giác, có hồng danh là Padumottara, thượng liên hòa. Cô ta mong cầu có được một cái sắc đẹp vô cùng khả ái cho chính bản thân mình, và do lời phát nguyện đó mà đến thời đức Phật Gotama hiện tại này, cô trở thành một hoàng hậu gọi là sắc đẹp tuyệt mỹ và là vương hậu của đức vua Bimbisara. Khi mà bậc đạo sư ngự về thành vương xá để tế độ cho quần sinh thì sự tán thán đối với bậc đạo sư lan truyền đến tai của hoàng hậu Khê Ma, và nàng nghe rằng đức đạo sư thường chỉ trích về cái sắc thân coi như là quế trượt cho nên e ngại không đến đảnh lễ đức Thế Tôn. Để khuyên dụ nàng Khê Ma, đức vua Bimbisara biết rằng cô ta ưa thích những cái cảnh đẹp cả ấy, đức vua liền thuê những thi nhân mặc khách sáng tác ra những vần thơ ca ngợi chỉnh kỹ u nhàn thanh nhã của trúc lâm. Ngài giao cho nhạc sĩ những vần thơ tạo thành những khúc ca du dương, rồi những vũ nữ của nàng Khê Ma ngắm vịnh hoặc là hát lên những bài hát tán thán với cảnh trí u tịch của tình xã trúc lâm quê Luwana. Hoàng hậu Khê Ma nghe những cái đoạn thi, những khúc nhạc đó thì cô ta cảm tưởng rằng mình chưa từng được quyến cảnh của trúc lâm, chưa từng thưởng thức được cái cảnh đẹp u nhã thanh mặt như vậy. Thì hoàng hậu Khê Ma mới hỏi Như Tỳ: cảnh này ở đâu mà đẹp vậy? Tâu Đình Bà: đây là cái cảnh thanh nhã của quê Luwana. Hoàng hậu Khê Ma khởi lên ước muốn đến thăm cảnh đẹp của trúc lâm. Mà quý vị biết trúc lâm đây là một cái tịnh xá mà đức vua đã dâng cho đức Phật. Rồi không dằn được sự háo hức của nội tâm, hoàng hậu Khê Ma lần dò đi đến tịnh xá quê Luwana trúc lâm. Bây giờ đức Phật đang thuyết giảng về pháp thoại đến thính chúng. Biết được duyên lành của hoàng hậu Khê Ma đã chín muồi, đức Phật liền hóa hiện ra một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần, cầm cây quạt hầu quạt đức Phật. Hoàng hậu Khê Ma lần bước đến nơi Phật ngự, trông thấy mỹ nữ đang cầm quạt
hầu hoặc bậc đạo sư thì Bồ Tát suy nghĩ. Mọi người thường nói bậc chánh đẳng chánh giác này hằng chê trách sắc đẹp, thế mà cái cô thiếu nữ này lại cầm quạt hầu ngài. Nhan sắc của ta so với cái cô này là một trời một vực, ta không có được một phần nào xinh đẹp của nàng hết. Cái nhan sắc tuyệt mỹ như là chư thiên này ta chưa bao giờ thấy cả. Chắc là mọi người đã vu khống cho ngài với những lời lẽ không phải. Và khi thấy nữ nhân như vậy thì cô ta khởi lên ý nghĩa vậy. Thế là Hoàng Ngọc Khê Ma bị nhan sắc của cô thiếu nữ đó thu hút. Cô không có nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn mà chỉ chú trọng nhìn cái thân xác của nàng thiếu nữ kia mà thôi. Đức Phật biết Hoàng Ngọc Khê Ma khởi tâm so sánh về sắc đẹp, và ngài dùng thần thông biến chuyển cái sắc đó thay đổi theo từng thời gian, tức là thiếu niên, trung niên, lão niên, cho đến khi cô thiếu nữ đó chết đi, thay thi trả lời chỉ còn là một bộ xương khô. Hoàng Hậu Khê Ma theo dõi thấy được sắc đẹp ấy lão mãi cho đến khi suy vong, thì cô ta mới nghĩ rằng cái sắc đẹp tuyệt trần như thế cũng phải đi đến sự hoại diệt chỉ trong một chút lát mà thôi. Thật vậy, cái thân này quả thật là trống không, không có cốt lõi. Bậc đạo sư thấu rõ tâm trạng chán nản của nàng Khê Ma, ngài mới dạy rằng: này Khê Ma, ngươi đang suy nghĩ lõi có thật có ở trong cái sắc thân này không? Này Khê Ma, ngươi hãy nhận thức rằng trong cái sắc thân này chẳng có cốt lõi đâu. Ngươi hãy nhận biết như thế, ở tại nơi này đi. Và Đức Phật lại thuyết lên câu kệ ngôn: này Khê Ma, hãy nhìn cái sắc thân bất tịnh này đầy dẫy những cái mùi hôi thối, sình thối chảy ra cả phía trên, phía dưới mà kẻ ngu ham thích đắm say. Và dứt lời, Hoàng Hậu Phương Mạc Khê Ma đã an trú vào dự lưu thánh quả. Kế tiếp Đức Phật dạy tiếp: này Khê Ma, tất cả chúng sanh tràn đầy với mọi dục, nóng nảy với sân hận, say cuồng với si mê, mới không có thể thấy được cái dòng ái dục, phải bị dính trong cái dòng ái dục là như vậy đó. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 347 này, để đọc lại đưa lên cho quý vị thấy câu Phật ngôn 347: Ye ra rát ta nút bát tần ti so tần say dần ta tần mất cát câu quá cha lần ê tâm bí chết tùa na quá trần tích thi ra á lắp ích khi nô tập ba đục thần ba hà giả. Người say ái dục tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt người tự ý cắt từ nó, bỏ mọi khổ không màng. Và khi câu Phật Tà Ngôn này chấm dứt thì Hoàng Hậu Khê Ma đã an trú vào thánh đạo A La Hán. Khi đó Đức Phật mới dạy Đức Vua Bimbisara: này Đại Vương, nên để Hoàng Hậu Khê Ma xuất gia hay là để cho nàng vô dư niết bàn? Bạch Đức Thế Tôn xin ngài hãy cho nàng xuất gia, chứ để một người như nàng mà niết bàn sớm quá thì uổng. Và thế là Hoàng Hậu Khê Ma đã được xuất gia trong nghi chúng và trở thành một vị thiệt cư ni tối thắng về hành trí tuệ. Do sự này chúng ta thấy rằng Khê Ma Hoàng Hậu đẹp tuyệt trần, sợ Phật chê mình chẳng dám gần, vua phải cho phường ca hát dạo dụ nàng vào ngự uyển gặp giai nhân. Phật cho hậu thấy cảnh vô thường, mỹ nữ già nua giống bộ xương, sắc đẹp mau tàn, không thực chất thân người
sắc giới sình chương khe ma hết luyến tự thân bà tâm đã băng qua khỏi ai hà la hán phong cổ nương thế tục vua đành để hậu sống ly gia. Rồi như vậy duyên sự quý vị cũng đã nghe ha, bây giờ chỉ còn có học thôi. Quý vị thấy câu Phật ngôn này rất là hay ha. Thì bây giờ hay như vậy thì chúng ta phải học thôi nhé. Rồi bắt đầu. Câu đầu tiên Ye ra ya rap ta nuk ba tan ti so tăng. Nào quý vị nhìn ha. Ye ra ya rap ta nuk ba tan ti so tăng. Đọc lần thứ ba. Ye ra ya rap ta nuk ba tan ti so tăng. Giờ qua câu số 2. Sa dần ca tăng mắc ca tác cù quá trà lần. Sa dần ca tăng mắc ca tác cù quá trà lần. Sa dần ca tăng mắc ca tác cù quá trà lần. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Rê dê la gá rách ta nú bát tăng tí xô tăng. Sa dần ca tăng mắc ca ca tác cù quá trà lần. Ye ra ga rap ta nu ba tan ti so tang sa yang ca tang mak ca ta ku wa cha lang. Ye ra ga rap ta nu ba tan ti so tang sa yang ca tang mak ca ta ku wa cha lang. Rồi bây giờ đến câu 3 câu 4. E tam vi che tua na wa chan ti thi ra. Ê tâm vi chế tòa na quá chanh tí thi ra. Ê tâm vi chế tòa na quá chanh tí thi ra. Rồi câu số 4. Anna bếc khi nô sóc bá đúc khăn bá hà giá. Anna bếc khi nô sóc bá đúc khăn bá hà giá. Anna bếc khi nô sóc bá đúc khăn bá hà giá. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ê tâm vi chết tòa ná quá chanh tí thi ra. Á nắp ít khi nô sắp bá đúc thần bá hà giá. Ê tâm vi chết tòa ná quá chanh tí thi ra. Á nắp ít khi nô sắp bá đúc thần bá hà giá. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên câu Phật ngôn này ha, bằng hai cách đọc. Cái đọc thứ nhất. Ye ra ga ra ta nu pa tan ti so tan sa yang ca tan mak ca tác cù quá trà lăng. E tâm vi chế tòa na quá chanh ti thi ra. A na phê ki nô sắp ba đúc thần ba hà ya. Đọc lại. Ye ra ga ra ta nu pa tan ti so tan sa yang ca tan mak ca tác quá lần. Ê tâm vi chế tòa nó quá chanh tí thi ra. Anh áp ít kỳ nô sắp bá đúc thần bá hà giá. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai. Dê ra gá rắc ta nú bá tần tí xô tần sẽ dần cá tần mắc cá cắt tắc cù quá cha lần. Tới chỗ chữ cha lần này quý vị có thể nghĩ ha, bởi vì cuối câu số 2 nó là một trường âm ha. Đọc lại. Ye ra ga rap ta nu ba tan ti so tan sa yang ca tan mak ca tác cù quá trà lần. E tâm vi chế tòa na quá chanh ti thi ra. A na pe khi nô sắp ba đúc khăn ba hà ya. Đọc lại cách thứ hai ha. Ye ra ga rap ta nu ba tan ti so tan sa yang ca tan mak ca tác cù quá trà lần. Ê tâm vi chế tòa na quá chanh ti thi ra. A na pe khi nô sắp ba đúc khăn ba hà ya. Rồi như vậy thì trong cái dòng đọc trường âm đoạn âm quý vị có hai dòng đọc ha. Đó là dòng tin. Rồi bây giờ qua dòng kẻ ha.
một câu dài, nhưng mà quý vị cứ lấy cái nhịp nó 4-4-3 ha, 4-4-3 thì nó sẽ thành ra một cái giọng kệ. Nhưng mà nên nhớ rằng đọc một lần hai câu ha, chứ đừng bao giờ chúng ta đọc đứt đoạn từng câu một. Bây giờ chúng tôi thử cho quý vị chú ý ha. Dễ ra ga rắc ta nô ba tân ti sô tân xà văn ca tân mật ca ta cô qua cha lầm hệ tâm vi chết toa na qua chánh ti thi ra anu bê khách khi nô tâm ba đục thân ba hai già. Dễ ra dễ ra ga rắc ta nô ba tân ti sô tân xà văn ca tân mật ca ta cô qua cha lầm hệ tâm bi chết toa na qua chánh ti thi ra ana bê khi nô tâm ba đục thân ba hai già. Bảo đảm là quý vị sẽ hay hơn chúng tôi. Đọc chưa xong mà Sĩ Kim đã đưa tay rồi ha, ủng hộ tối đa như vậy thì thôi nhường Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con ngồi con đếm sư đọc cái câu này 30 lần nữa. Trước đó sư còn tụng kinh cầu siêu, con thấy sư cố gắng, sư ráng. Thôi con lên để thanh toán, để cho sư đi uống trà nghe một chút sư ơi. Sư già rồi sư ơi. Trời, sao có người nghe con rõ hay ta? Có mình hậu chùa Phước Quang vậy nghe, mấy người kia không nghe hả? Nghe rõ không quý vị? 2, 3 Rồi, 3-4 người, vậy tốt. Vậy đựng chuyện ok, không có chuyện gì ha. Dạ, thôi bắt đầu đọc đi. Bây giờ còn có tiếng đồng hồ nữa. 3:30, 4:30 Rồi, sư đi nghỉ, sư nghỉ cho khỏe đi sư. Lần nào con thấy mà có tụng kinh cầu siêu, cầu an là con thấy sư mệt rồi đó. Đọc tụng kinh truyền giới, tăng cụm kinh tam bảo, truyền giới, rồi đọc cầu siêu, cầu an, sư mệt rồi sư vô thanh toán luôn, đọc luôn, phân tích luôn, nói tích sự luôn, sợ hồi sư mệt, sư quên, sư miss bài nữa. Con xin cảm ơn sư ạ. Con thấy sư cố gắng rất nhiều á, con cũng xin mang ơn. Thôi con để đọc bài đi, để sư nói nhiều quá, nói câu vợ sư. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 347, đọc kinh phân tích rồi đọc kệ. Dạ, con bắt đầu ạ. Về ra ga rắc ta nu pha tăng tí sô tăng xá dăng khá tăng mắc khá tất khô quá trà lăng ê tầm tí chết tòa ná quá chăng tí thi ra ana phê kí nô sắp đúc khăn phá hà giá. Đọc lần thứ hai nó coi gần sao rồi mới phân tích. Về ra gác rắp ta nú phá tăng tí sô tăng xá dăng khá tăng mắc khá tắc khổ quá trà lăng ê tầm tí chết tò ná quá chăng tí thi ra á ná phê kí nô sắp đúc khăn phá hà giá. Về ra là hai trường âm thông thường, gá đoạn âm rắc trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, nú tá nú phá hai đoạn âm, tăng trường âm nhắn, tí đoạn âm, xô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, xá đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhắn, khá tá hai đoạn âm, khô trường âm thông thường, quá đoạn âm, cha trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Dê ra gác rắc tà nú phá tăng tí sô tăng xá dằn khá tăng mắc khá tắc khô quá trà lăng. Câu 3, câu 4 đọc. Ê tâm thí chết tòa ná quá chăng thí thi ra á ná thét khi nô sắp bá đúc khăn phá hà giá. Ê trường âm thông thường, tâm trường âm nhắn, khí đoạn âm,
chết trường âm nhắn, toa trường âm thông thường, ná quá hai đoạn âm, chăng trường âm nhắn, tí đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường. Câu số 4, á ná hai đoạn âm, thét trường âm nhắn, khí khí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sắp trường âm nhắn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhắn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, hà trường âm thông thường, giá đoạn âm. Dạ, đọc lại nguyên câu 347. Dê ra gắt đất, dê ra gắt rắp tà, nú phát tăng, tí sô tăng, xa dần khách tăng, mắt khách tắc khô quá trà lăng. Ê tâm phí chết tòa, ná quá chẳng tí thì ra, á nắp thết khí nồ, sắp bá đúc khăn, phá hà giá. Đọc, bây giờ tới phiên kệ. Dê ra gạc rắp ta nú phá tăng tí sô tăng, xa dân khá tăng mắc khá tóc khô quá trà lăng. Ê tăng phí chết to na quá chăng tí thi ra, á na phết kí nô sắp bá đúc khăn phá hà ya. Dê ra gạc rắp ta nú phá tăng tí sô tăng, xa dân khá tăng mắc khá tóc khô quá trà lăng. Ê tăng phí chết to na quá chăng tí thi ra, á na phết kí nô sắp bá đúc khăn phá hà ya. Gì đây? Dạ, có lẽ nên cho phần phân tích cách động. Tại sao vậy? Vậy người học trò này nè, nên hỏi sư Chí Đức hả? Mới vô học sao giỏi vậy, không cho phần phân tích hả? Không phân tích sao biết cái đó trường âm đoạn âm sao đọc được. Giỏi quá, vậy nên nói chuyện với sư đi hả? Dạ, cảm ơn quý vị đã cho bông qua nhiều ha. Dạ, chắc sư đi uống trà rồi đó, chắc không có chuyện xảy ra đâu. Bữa nay sư mệt rồi, không có càm ràm tôi đâu, tại vì ông không cho bông nào hết trơn, là tất cả mọi chuyện bình thường, không có chuyện gì sao. Mời quý vị khác lên kế tiếp nha. Bye. Alo. Cảm ơn đạo tràng trong những kinh nghiệm. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính lĩnh đại thượng tọa chỉ Đức Đại Đức Pháp Tràng cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 347. Di già ga la ta lu pa chan tan ti so tang sa rằng ca tang mắc ca ta cô wa cha lang. Ê tâm vi chê tòa la hoa chàn tí thì già, a la bách khi lô sát ba đúc khẳng ta hà giá. Dê già gá giá tà lu ba tần tí sổ tầng giá, xa rằng ca tầng mắc ca ta cổ hoa trà lẳng. Ê tâm vi chê tòa la hoa chàn tí thì già, a la bách khi lô sát ba đúc khẳng ta hà giá. Ê già gá gia tà lu ba tần ti sô tần sa rằng ca tần mắc ca ta cô quá cả trà lằng. Ê tầm pi chê tòa la quá chẳng ti thì già, a la bay khi nổ sắp ba đúc khẳng ta hà giá. Dê già gá gia tà lu ba tần ti sô tần sa rằng ca tần mắc ca ta cô quá trà lằng. Ê tầm pi chê tòa la quá chẳng ti thì già, a la bay khi đồ sát ba đúc khẳng ta hà giá. Người đắm say ái dục tự tạo mình, tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó bỏ mọi khổ không màng. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Dê ra ga rát
ta nu ba tần ti so tăng sa dằng ca tăng mắc ca tắc cô qua trà lăng ê tam bi chết tòa na qua tràn ti thì ra ana bay khi nô sắp ba đúc khăn ba hà dạ dê ra ga rắp ta nu ba tần ti so tăng sa dằng ca tăng mắc ca tắc cô qua trà lăng ê tam bi chết tòa na qua tràn ti thì ra ana bay khi nô sắp ba đúc khăn ba hà dạ. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu này ạ. Dê ra là hai trường âm thông thường, gá là đoàn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, nú bá là hai đoàn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, cá tá là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná quá là hai đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, á ná là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Dạ, con xin kể ạ. Dê ra ga ra ta nu ba tan ti so tăng sa yang ca tăng mặc ca ta cô qua cha lăng e tam bi chết tòa na qua chan ti thi ra a na bay khi no sắp ba đúc khăn ba ha ya. Dạ, con đã xong phân tích và đã kệ xong. Dạ, con xin xuống mic. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 347. Dê ra ga rát ta nu pa tăng ti so tăng sa yang ca tăng mắc ca tắc cô ba cha lăng ê tâm ki chết hòa na ba cầm ti thi ra anapek khi nô sáp ba đúc khăng ba hà giá. Dê ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, nú phá là hai đoạn âm, tăng là trường âm thông nhấn, tí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, cá tá là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tâm là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, chét là trường âm nhấn, hoa là trường âm thông thường, ná vá là hai đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, á ná là hai đoạn âm, tích là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường,
sát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Con xin đọc lại câu pháp cú 347. Dê ra ca rát ta nu pha tan ti su tăng sa yang ca tăng mắc ca tắc phù ra cha lăng ê tâm ti chết hòa na ra chẳng ti thi ra anapetino sáp ba đúc hằng ta hà giá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng, như nhện ta lưới dệt, người trí cắp trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Dê ra gá rát ta nú phá tăng tí sô tăng xa dăng cá tăng mắc cá tác cô vá cha lăng ê tâm tí chết hoa ná vá chăn tí thi ra á ná phê khí nô sáp ba đúc khăn phá hà giá. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức: những ai tham ái đắm say sẽ rơi trở lại loay hoay giữa dòng, nhện răng lưới tự xa tròng, người trí cắt đứt rỗng không trước từ. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài sửa cho con và con xin mời ngài kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ con kính đến lễ ngài Trí Đức, con kính đến lễ Chi Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin chào bài. Dê ra gá rách ta nú bá tàn tí sô tàn xa dằn cách tàn nát khá tác vô tao cổ quá trà lằn. Dê ra gách rách tà nú bá tàn tí sô tàn xa dằn cách tàn nát khá tác cổ quá trà lằn. Dê ra là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, rát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, nú bá là hai đoạn âm, tan trường âm nhấn, tí đoạn âm, sô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Dê ra gách rát tà nú bá tàn tí sô tàn xá dằn cát tàn mắt khá ta cổ quá trà lành. Xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc tổng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nát là trường âm nhấn, cá tá là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Về và ca rách tà nú ba tàn tí sô tàn sa dằn cách tàn nát ca ta hồ quá trà lằn ê tâm bi chết tòa na quá tràn tí thì ra ana tách kim nô sắp ba đúc khăn ba hà giá. Ê là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm đọc theo giọng, toa là trường âm thông thường, ná quá là hai đẳng âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường. Ê tâm bí chết tòa ná quá chan tí thì ra a ná tách khi nồ sáp bá đúc khăn bá hà giá. Á ná là hai đoạn âm, bác là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Dê ra gát lát tà nú bá tàn tí sô tăng xa dằn cách tăng mắt khá ta vô quá tràm trà lăng. Ê tâm bi chết tòa ná quá tràn tí thi ra á ná bác khí nô sắp bá đúc khăn bá hà giá.
Ê-ra gá-rát-ta nú-ba-tàn-ti-sô-tăng xá dần cát tăng mắc cá ta cô quá trà lần ê tâm bi chết tòa na quá tràm tí thị ra a na bách khi nô sắp ba đúc khăn ba hà giá. Dạ con xin kệ. Ye ra gat ra ta nu ba tan ti so tan sa yang ka tam ma ka ta ko wa cha lang e tam bi chen ta na wa chan ti thi ra anapekhi no sabba dukkhang bahaya. Dạ con xin chứng minh con có sai xin ngài sửa. Chị Dung ơi em có sai gì không, chị sửa giùm em nhé. Dạ con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ và kính đảnh kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 347. Jera ra tanu pan ti so tang sa yang ka tang makata ku wa cha lang e tang pi che toa na wa chan ti thi ra anapekhi no sa pa du khang pa ha ya. Con xin câu 1 ạ. Jê là trường, Jê ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, nú pá là hai đoạn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, cá tá là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gia là cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná quá là hai đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, á ná là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, khí là trường đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Con xin đọc lại cả bài ạ. Jera gara ta nu pan ti so tang sa yang ka tang makata 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 ku wa cha lang e tang pi che toa na wa chan ti thi ra anapekhi no sa pa du khang pa ha ya. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó bỏ mọ khổ không màng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư và đạo tràng sửa giúp. Con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn quý đạo tràng ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú bài câu 347. Ye ragatta nupattan tiso tang sayang katang makkatako vacha lang e tam pichetta nawachan tithi ra anatakino sabbadukkhang pahaya. Ye ragatta nupattan tiso tang sayang katang makkatako vacha lang e tam pichetta nawachan tithi ra anatakino sabbadukkhang pahaya. Dạ, con xin phân tích câu Pháp Cú 347, câu 1 và câu 2. Ye ragatta nupattan tiso tang sayang katang makkatako vacha lang. Ye ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, nú pá là hai đoạn âm, tam là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ye ra ga ga ta nu pa tan ti sô tăng. Câu thứ hai, sa yang ca tăng mắc ca ta cô quá trà lăng. Xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, cách tá là hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cô ba và cô bốn, e tâm pi chất toa na quá chan ti thi ra anatakino sắp ba đúc khăn ba hà giá. E là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná, quá, hai đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, á, ná, hai đoạn âm, tách trường âm nhấn, khí đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 347. Ye ragatta nupattan tiso tang sayang katang makkatako vacha lang e tam pichetta na vachan tithira anapekino sabbadukkhang pahaya. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt. Người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin đọc kệ ạ. Ye la ga ga ta nu pa tan ti so tang sa yang ka tang ma ka ta ko wa cha lang e tam pi che toa na wa chan ti thi ra anapekino sabba dukkhang pahaya. Ye ragatta nupattan tiso tang sayang katang makkatako vachalang etam picetva navachanti thiya anapekino sappadukkhang pahaya. Dạ, xin cảm ơn toàn thể đạo tràng. Có gì xin sư và đạo tràng sửa lỗi. Dạ, xin cảm ơn Sis Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin rời mic, xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 347 ạ. Ye ra ga rát ta nu ba tàn tí sô tăng giác dăng sa dăng ca tăng mét ca ta cô quá trà lăng e tâm bí chết tòa na quá tràn tí thì ra anabek khi nô sắp ba đúc khẳng ba hà giá.
Ye ra garat ta nu bát tàn tí sô tàng sa dàng ká tàng mách ká tá cô quá trà lăng e tâm bí chết tòa na á quá chàn tí thì ra á na bét khí nô sắp bá đúc khăn bá hà giá. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ye ra garat ta nu bát tàn tí sô tàng sa dàng ká tàng mách ká tá cô quá trà lăng. Ye ra, hai trường âm thông thường, cá đoạn âm, rát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, nú bá hai đoạn âm, tan trường âm nhấn, tí đoạn âm, sô trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm thập theo giọng nguyên âm, mek trường âm nhấn, cá, tá, hai đoạn âm, cô, trường âm thông thường, vá, đoạn âm, cha, trường âm thông thường, lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. E tam bi chết tòa na wa chan ti thi ra anabekino sap ba đúc khăn ba hà giá. E trường âm thông thường, tâm trường âm nhấn, bí đoạn âm, chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná vá hai đoạn âm, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, á ná hai đoạn âm, bét trường âm nhấn, khí trường âm đoạn âm, nô trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Để con xin đọc lại. Ye ra ga ra ta nu ba tan ti so tang sa yang ka tang me ka ta ko wa cha lang e tam bi chet toa na wa chan ti thi ra anabekino sappa duk khang ba ha ya. Dạ con xin kệ. Ye ragarat tanubatan tiso tang sayang katang makato wat chalang etam bicet wana wachan titira anabekino sapadukhang bahaya. Ye ragarat tanubatan tiso tang sayang katang makato kwa jalang etam bicet wana wachan titira anabekino sapadukhang bahaya. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin mời cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, sa thú là thầy, dạ mặt hạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và bây giờ con xin đọc Kinh Pháp Cú số 347. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dê ra gá rát ta nu pa tan ti so tang ta yang ka tang mak ka ta ku wa cha lang e tam vi che to na wa chan ti ti ra anapek
Thino Sapaduk Khang Bahaya. Dê ra là thường, gá là đoạn âm, ráp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, nú bá hai đoạn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, cá tá hai đoạn âm, cô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. E tam bít chết toa ná quá chan tí thi ra. Anap bét khi nô sắp bắt đúc khăn bá hà giá. E là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, pí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná quá hai đoạn âm, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, thi ra trường âm thông thường, á ná hai đoạn âm, pép trường âm nhấn, khí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sắp trường âm nhấn, pá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm. E tam bít chết toa ná quá chan tí thi ra á ná bét ki nô sáp bát đúc khăn bá hà giá. Bây giờ tự nhiên xin kể. Ye ra ga ra ta nu ba tan ti so tang sa yang ka tang mak ka ku sa yang ka tang mak ka ta ku wa cha lang e tam bi che to na wa chan ti thi ra ana bet ki no sap baduk kang bahaya yera gara tanu batan ti so tang sayang katang makka taku wacalang etang bicet toana wacan titira ana bet kino sap baduk khang bahaya. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó bỏ mọi khổ không màng. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã phân tích, đọc và kể. À, nếu có sai chỗ nào xin đạo tràng chỉnh sửa cho tự nhiên ạ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mít. Dạ, kính mời Chiếc Lá Mùa Xuân. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con xin... đảnh lễ Ngài Sư Pháp Trang, con xin đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào Đại Ục Tràng. Con xin đọc câu 347. Dê ra gá rách tăng nú ba tăng tí sô tăng. Dê ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường,
Nú bá là hai đoạn âm, tam là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dê ra gá rát ta nú bá tăng tí sô tăng sai dần các tăng mắt Kataku Vacha Lăng. Xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mắt là trường âm nhấn. Cá, tá là hai đoạn âm. Cô là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Cha là trường âm thông thường. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xa dần các tăng mắt Kataku wa kato sa dằng ca tăng mắt Kataku wa cha lăng dê ra gá rát tăng dê ra gá rát ta nú bát tăng tí sô tăng sa dằng ca tăng mắt Kataku wa cha lăng ê tâm bí chết tòa nái quá chăng tí thi ra. Ê là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, ná quá là hai đoạn âm, chăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường. Anh ê tâm bí chết tòa na wa chan ti thi ra anabakino sabba sabba duk khang ba ha ya a na là hai đoạn âm, bác là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Anabakino sabbadukhan baha ya e tam bichet toa na wachan ti thi ra anabakino sabbadukhan baha ya ye ra garak ta nú ba tăng tí sô tăng sang các tăng mắt các ta cô quá trả lăng dê ra gá rách ta nú ba tăng tí sô tăng sa dần các tăng mắt các ta cô quá trả lăng ê tâm bí chết tòa ná quá chăn tí thi ra á ná bác khi nô sắp ba đúc khang ba hà giá về ra gá rát tăng về ra gá rát ta nú ba tăng tí sô tăng sa dần các tăng mắt các ta mắt các ta cô quá trà lăng ê tâm bí chết tòa na quá chành tí thì ra ana bác khi nộ sắp ba đúc khang ba hà giá người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt người trí cắt từ trừ nó bỏ mọi khổ không màng à, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống mic rồi. Nam mô Bích Tha gia. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú 347 ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Ye ra ka ra ta nu pa tan ti so tan sa yan ka tan mak ka ta ko wa cha lan e tam pi chet toa na pa chan ti thi ra anapekino sap pa duk khang pa ha ya. Dê ra là hai trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường.
Nú Bá Tá. Nú Bá là hai đoạn âm, Tan là trường âm nhấn, Tí là đoạn âm, Sô là trường âm thông thường, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là trường, là xá là đoạn âm, Dân là trường âm thông thường, Cá là đoạn âm, Tăng là, chứ con đọc lộn, con nói lại. Xá là đoạn âm, Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Cá là đoạn âm, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mắt là trường âm nhấn, Cá Tá là hai đoạn âm, Cô là trường âm thông thường, Quá là đoạn âm, Cha là trường âm thông thường, Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3, Ê là trường âm thông thường, Tâm là trường âm nhấn, Bí là đoạn âm, Chết là trường âm nhấn, Toa là trường âm thông thường, Ná là đoạn âm, Quá, Quá là đoạn âm, Chan là trường âm nhấn, Tí là đoạn âm, Tha Ra là hai trường âm thông thường. Câu số 4, Á Ná là hai đoạn âm, Bách và trường âm nhấn, Khí là đoạn âm, Nô là trường âm thông thường, Sắp là trường âm nhấn, Bá là đoạn âm, Đúc là trường âm nhấn, Khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Bá là đoạn âm, Ha là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm. Dạ con xin đọc lại ạ. Dê ra ca ra ta nu ba tan ti so tan sa yang ca tan mắt ca ta cô quá trà lằng. Ê tầm bí chết tòa ná quá trần tí thị ra á ná bác khi nồ sắp bác đúc khẳng ba hà giá. Dạ con xin đọc tiếng Việt. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó bỏ mọi khổ không màng. Và đây là bản dịch của Hoàng thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Yegaratan, con đọc lại. Yegaratan. Sa yang ka tang makata ko wa cha lang etam pi che twa na wa chan ti thi ra anapakino sapadukhang pahaya yera ka pra tanu patan ti si tang. Ye ra gat rata nu patan ti so tang sayang katang makata ko wajalang patam bicetwa na wajan ti tira anapekino sambadukhang bahaya. Dạ con đã đọc xong, kể xong ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con có đọc sai, con kính mong sạc ngày sửa, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sinh Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Thần Đức Phật, Giáo Pháp Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Thất Trang. Kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Kính chào Đạo Tràng. Phúc Hạnh đọc câu Pháp Cú 347. Dê ra giá thấp ta nú bá tam tí sô tăng. Dê ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, nú bá là đoạn âm, tam là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn,
Ye ra gan rát tan núp bá tan tí sô tăng. Câu thứ hai, xá dân cá tăng mắt cá tá cô vá cha lăng. Xá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, cá tá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá dân cá tăng mắt cá tá cô vá cha lăng. Ê tâm bí chết toàn náo vá cham tí thi ra. Ê là trường âm thông thường, âm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, ná vá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, thi ra là trường âm thông thường. Ê tâm bí chết toa ná vá cham tí thi ra. Câu thứ tư, Anna bét khí nô sắp bá đúc thân bá ha giá. Á ná là đoạn âm, bét là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Anna bát khí nô sắp bá đút khăn bá ha giá. Dê ra gá rát ta nút bá tan tí sô tăng xá dân ca tăng mắc cá tá cô va cha lăng. Ê tâm bí chết toa ná vá chan tí thi ra. Á ná bét khí nô sáp bát đúc thân phá hà giá. Dạ con. Dạ tiếng Việt. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng, như nhận xa lứa dệt người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Ye ra ga ta nu ba tam ti so tang sa yang ka tang man ka ta ko pa cha lang a tam bi cha to na va cham ti thi ra. Anak bekito sam badut khang bahaya. Dạ, các bạn xin xuống mít ạ. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bót bài. Rồi xin mời về ra tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Phúc Hạnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên, Rích Thiện Vũ, Quỳnh Giang Nhật Hà, Rích Thanh Hoàng, Rích Kim Nhung, Ca Nhục Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ cảm ơn cô. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ còn vị nào chưa đọc không? Thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Tại có một lúc Nhật Quỳnh không có ở trước máy nên không biết vị nào đọc rồi, vị nào chưa. Nếu vị nào chưa đọc thì xin mời bằng tay. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được trả bài câu pháp quốc kinh số 347. Y
Về ra ga ra ta na Về ra ga ra ta nu ba tan ti so tang sa yang ka tang mak ka ta ko wa cha lang e tam mi chet ta na wa chan ti thi ra anabat ki no sap ba duk khang ma ha ya Về ra ga ra Về ra ga ra ta cho con xin đọc lại Về ra ga ra ta nu ba tan ti so tang sa yang ka tang mak ka ta ko wa cha lang e tam bi chat ta na wa chan ti thi ra anabat ki no sap ba duk khang ma ha ya Về ra ga ra ta nu ba tan ti so tang sa yang ka tang mak ka ta ko wa cha lang e tam bi chat ta na wa chan ti thi ra anabat ki no sap ba duk khang ma ha ya Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Về ra hai trường âm thông thường, gá đoạn âm, rách, trường ấn ta trường âm thông thường, nú bá hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, tí đoạn âm sơ trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, cá tá hai đoạn âm cô trường âm thông thường quá đoạn âm cha trường âm thông thường lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm về ra ga ra ta nu ba tan ti so tang sa yang ca tang mắt ca ta cơ ca cha lăng dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường tâm trường âm nhấn bí đoạn âm chết trường âm nhấn toa trường âm thông thường Ná, quá, hai đoạn âm, chanh, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm, thi ra, hai trường âm thông thường. Á, ná, hai đoạn âm, bách, trường âm nhấn. Khí, đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Sắp, trường âm nhấn. Bá, trường, bá đoạn âm, đúc, trường âm nhấn. Khăn, trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Bá, đoạn âm, ha, trường âm thông thường. Giá, đoạn âm. Ê tâm bi chết tờ nào quả chan thi thị ra anh ác bách khi nào sắp bách đúc khăn mà hà giá. Con xin đọc nguyên bài. Về ra gà rách tà nữ bà tàn thi sợ tăng sa dăng cà tăng mắc cà tắc cơ quả chan lăng. Ê tâm bi chết tờ nào quả chan thi thị ra anh ác bách khi nào sắp bách đúc khăn mà hà giá. Người đắm sai ái dục tự lao mình xuống dòng như... Nhận xa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con có đọc sai, con kính mong Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con sẽ sửa. Và con được xin kệ. Về ra ga ma ta nu ba tan ti so tăng xa văn ca tăng mắc ca tắc cơ Quá cha lăng ơi tâm bi chất to na quá chanh thì thị ra a na bất khi nô sập ba đút khăn ma ha ya về ra gam ra ta na ba tan thì số tăng xa văn ca tăng mắc ca ta cô quá cha lăng Ê tâm bi chất to na quá chanh thì thị ra a na bất khi nô sập ba đút khăn ma ha ya những ai tham ái đắm sai sẽ rơi trở lại lây hoay giữa dòng nhận giăng lưới tự xa trầm người trí cắt đứt rộng không khước từ và đây là bản khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức con thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con có sai Ngài chỉ dạy cho Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Dạ, bây giờ thì con thấy đã 6 giờ 30 phút. Không biết đồng hồ con có đi sớm không? Nếu con cung thỉnh Ngài trở lại Đạo Tràng. Dạ, sa thú lành thai con kính dâng bích đến Ngài. Sa thú, câu Phật ngôn 347. Quý vị thể hiện rất là tốt và cũng đã hết giờ luôn như vậy thì chúng ta thấy chỉ một câu Phật ngôn này và nội dung của Phật ngôn này
Tức là cách đây 100.000 đại kiếp có một vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian, đó là Đức Phật Padumottara Thượng Liên Hoa. Thì trong thời kỳ của vị Phật toàn giác này thì có một tín thí đã phát nguyện hữu lậu với Đức Phật Padumottara là xin cho tôi có được một cái sắc thân mỹ miều khá ai. Tức là đối với người nữ thì tôi sẽ là một cái vị thiên kiên tiểu thư, một cái vị hoa hậu hoàng vũ vân vân. Và 100.000 đại kiếp đó do sự phát nguyện đó mà đến Đức Phật của chúng ta. Và vị này được xuất thân trong một cái gia đình quý giá thượng lưu và đã trở thành hoàng hậu của đức vua Bhimisara với cái tên là Khema. Tự mãn về sắc đẹp của mình, nhưng mà cũng nghe sự tán tụng về Đức Phật Gotama, nghĩa là với những cái sự tán thán tốt đẹp. Nhưng mà Đức Phật Gotama hay nói về cái thân bất tịnh 32 thể trợ, cho nên cô ta vị hoàng hậu này nghĩa là ngại, không muốn đến gặp Đức Phật, bởi vì Đức Phật đã chê cái thân xác của người là hôi thối. Nhưng mà do sự dẫn dụ của đức vua Bhimisara ca ngợi cái cảnh đẹp của chùa Trúc Lâm, tỉnh thất Trúc Lâm, và nơi đó chính là Đức Phật đang ngự, mà đẹp hết, cảnh vật rất là đẹp. Nương theo cảnh vật đó thì chính lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp ở Trúc Lâm tỉnh xá. Ai cũng nói Đức Phật nghĩa là nhòm chán cái xác thân bất tịnh này, nhưng mà khi nhìn vô trong thấy có một cô thiếu nữ đẹp quá trời là đẹp. New battery, please charge. Rồi, rồi, lao hoài. Rồi cái vô nhìn thấy có một gia nhân tuyệt sắc đang cầm quạt hầu cho Đức Phật. Ô, cô ta hết pin hả? Còn hết pin được mà. Alo, còn nghe không? Ý của Thích Nhật Quỳnh nói là dạ rồi, hết pin rồi, chắc là hết siêu quát rồi đó. Không chăng. Thì khi mà so sánh với sắc đẹp của chính mình, ai cũng ca ngợi, nhưng mà nhìn cái tuyệt sắc gia nhân đang hầu Đức Phật đó thì rụng rời tay chân, giống như một con quạ mà đã đứng bên con phượng hoàng. Cho nên cô ta mê mẩn sắc đẹp kia. Nhưng mà đó là do thần thông của Đức Phật biến hóa, không thèm nghe pháp, chỉ nhìn cái mỹ nữ đó mà muốn rời tay chân, biết được tâm trạng như vậy. Cho nên mới sử dụng thần thông, từ một thiếu nữ trở thành trung niên, thành lão niên, rồi sụng xuống còn một cái bộ xương không. Khi mà thấy cái sự vô thường nó thay đổi một cách nhanh chóng như vậy thì cô ta bắt đầu chán ngán. Khi mà chán ngán như vậy thì Đức Phật mới thuyết lên những cái bài pháp thích nghi. Và do cái cơ duyên của cô ta đã chứng ngộ mà chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, rồi đến thánh quả A La Hán. Khi đã là một vị A La Hán, gánh nặng đã đặt xuống rồi ấy, thì Đức Phật mới hỏi vua Bhimisara, bây giờ để cho cô ta chết hay là cô ta còn sống? Chết ở đây có nghĩa là một cư sĩ mà khi chứng đắc thánh quả A La Hán rồi thì phải nhập niết bàn ngay. Còn nếu mà muốn để cho cô ta sống thì phải xuất gia tỳ kheo ni. Thì ông vua Bhimisara mới xin Đức Phật cho cô ta xuất gia trong ni chúng. Trở lại vấn đề, vì sống đẹp mà cái tự ngã khởi lên, mà trong cái tự ngã khởi lên thì cái gì đứng đầu? Đó là tôi. Vậy thì cái tôi ở đây á,
chúng ta hãy so sánh nè, chỉ tôi. Nếu chúng ta bỏ dấu ô thì hình thành là chữ gì? Bỏ dấu ô thì chữ tôi này hình thành là chữ gì? À, quý vị nghe con gà bị mất toi không? À, tức là khi bị cảm cúm nó bị toi đứng ủ rũ mình, à cái đó gọi là toi. Thì chữ tôi mà không còn có dấu ô, không có cái ô dù ở trên đó thì sẽ bị mất toi ha, sẽ bị mất toi. Rồi nếu chữ tôi mà thêm cái dấu sắc nữa là sao? À, nếu chúng ta thêm dấu sắc thì chữ tôi này nó không còn tôi nguyên vẹn nữa, mà nó sẽ là chữ tối. Tối, chữ tối với đâu phải chữ tốt. Chữ tối, mà chữ tối này á, có nghĩa là tối tâm, tối lỗi, từ bóng tối đi vào bóng tối, hoặc là từ bóng tối đi ra ánh sáng. Mà chữ tối này chắc chắn rằng bị mê, nó che phủ, và chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cái ác nghiệp. Bởi vì dạ, dấu sắc nó nhỏ hả? À rồi, hết sắc rồi. Thôi ta, bây giờ qua dấu quyền đi. Chỉ tôi mà thêm dấu quyền vô thì nó thành ra cái gì? Tồi tệ. Tồi tệ, tức là thấp, tức là cái bản ngã của mình. À, đến cái độ mà xin lỗi ai gì mình đã thấy cũng ghê, nó chạy bỏ chạy xa. À, thì tồi tệ tức là cái hàng mà bằng cùng mặt đẹp đó. Rồi nếu chữ tôi này mà thêm một dấu nặng thì quý vị nghĩ nha. À, thêm dấu nặng thì nó thành là chữ tội. Tội đó là không phải phước. Mà tội thì chắc chắn là chúng ta đi xuống, à, chấp vào cái bản ngã, để rồi thành chữ tôi, thành chữ tối, thành chữ tội, thành chữ tệ, và tội tù, tội phước. Thì như vậy, chính cái bản thân mình, cái tự ngã của mình, nó sẽ trở thành tôi, trở thành tôi, trở thành tội, trở thành tối, vân vân. À, nó từ cái bản ngã của chúng ta mà nó trở thành như vậy. Vậy thì nàng Khê Ma này do cái phước hữu lậu trong thời kỳ Đức Phật Bá Đu Mô Tá Rá 100.000 đại kiếp, bây giờ gặp lại Đức Phật này, và Đức Phật Gotama của chúng ta đã biết triển khai thích nghi theo căn cơ của cô ta, mà cô ta không còn bị mất tối, cô ta không còn đi trong bóng tối, cô ta không còn tồi tệ, cô ta không còn vấn đề tội lỗi, tức là được khai sáng, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ, không còn coi như cô ta đã vượt qua 10 kiếp sử, trở thành một cái vị A-la-hán. Vậy thì nếu ta mà không biết mình là ai thì chắc chắn là bị toi rồi. Ta không biết mình là ai thì toi rồi. Nếu ta mà không chịu hạ mình xuống học hỏi thì sẽ tối tâm. Nếu ta mà không làm điều đúng thì chắc chắn là tội lỗi. Mà nếu ta không giúp đỡ người khác trong lúc họ khó khăn thì đó là tồi tệ. Nếu mà hiểu biết về cái tôi nhỏ bé này thì phải hiểu biết ít về cái tôi to lớn. Tức là ở đây muốn nói lên cái vấn đề mình biết về mình nhiều, mà biết về ở bên trong đó, thì chính cái hiểu biết đó là mình hiểu mình một cách to lớn, tức là nhìn sâu vào bên trong, để rồi cái bản ngã đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là của tôi, vân vân, nó sẽ nhẹ nhàng qua từng cái dấu sắc quyền nặng hỏi ngã, vân vân. Rồi
Nói về bản ngã của Hoàng hậu Khe Ma thì trong chuyện này chúng ta đưa lên cái tôi để cho quý vị suy nghĩ. Bây giờ là sau giờ 43 phút rồi, qua hơi trễ ha. Quý vị thông cảm. Tôi cũng xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nữ sanh chế quát chê nát sô từ bố hô tụ tập hạnh hàm. Do lời chân thật này, chúng dân có phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội chân hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Nha. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Na na pa ti tam bi du khang